Từ sáng tác từ năm 1960, có một sáng tác rất nổi tiếng của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh, bài hát Hoa Trinh Nữ. Xin mời quý vị lắng nghe. Vâng, chúng ta là quý vị đã nghe bài hát này qua với cái kênh YouTube của đã sáng tác thành và quay MV rất là công phu bài hát này. Và từ cái MV Hoa Trinh Nữ năm 2016 thì bài hát đã được đông đảo công chúng yêu nhạc đón nhận lại ca khúc rất hay của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh. Mời quý vị cùng lắng nghe. Thank you.
thể hiện thật tuyệt vời của nghệ sĩ Hoàng Quang. Chị ơi, em là Hồ Văn Tám, chị ấn đâu? Chị ơi, em là Hồ Văn Tám. Quý vị, như chúng ta đã biết